chào anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của máy xây dựng Thái Bảo. Hôm nay là máy xây dựng Thái Bảo sẽ giới thiệu đến anh chị và các bạn một mẫu máy hàng siêu mini cực kỳ nhỏ gọn cho anh chị xài gia đình cực kỳ là tiện lợi. Cái dòng này có mã là MMA200. Dòng máy này thì bên cửa hàng bảo là hiện tại đang bán với mức giá là 1.400.000. Nhưng mà bảo trong cái chương trình cái dịp mà năm hết Tết đến này á, thì anh chị nào mà mua cái sản phẩm này trong cái tháng 12 này thì bảo sẽ tặng cho anh chị và các bạn một cái kiện hàng điện tử nha. Đây, bây giờ bảo và các bạn sẽ cùng tìm hiểu cái dòng máy này nó đặc biệt ở chỗ nào mà nó có nha. Dòng máy này thì nguyên phụ kiện này nó nặng là 3.8 kg, nhưng mà cái con máy không là nó nặng 2.4 kg nha anh chị và các bạn. Bên trong máy là combo của nó thì nó luôn luôn đi đầy đủ phụ kiện là một phiếu bảo hành chính hãng 12 tháng, nhưng mà bên bảo là công ty nó có chương trình nên được bảo hành chính hãng 15 tháng nha. Đây, một bộ dây sạc này. Phụ kiện đi kèm của nó là một phiếu bảo hành chính hãng, một búa chổi cướp và một cái mặt nạ hàng nha. Dây hàng thì dây kìm cáp thì dài 2 mét, cực kỳ là to và chắc chắn. Còn dây kìm kẹp hàng thì là 4 mét, nhưng mà dây đồng 100% nha. Dây này là dây của Hàn Quốc nên là cực kỳ là đẹp và chắc chắn nha. Còn đây là ngoại hình của con máy chúng ta. Con máy chúng ta thì 2.4 kg thì rất là nhỏ gọn và tiện lợi nha. Về ngoại hình thì cái con máy này nhìn mặt ngoài thì nó cũng như là con WeWell cực kỳ là đẹp. Đây, có đèn báo hàng và đèn báo lỗi nha. Công tắc thì công tắc đuôi rất là chắc chắn. Quạt thì cực kỳ là lớn, tản nhiệt rất là tốt nha. Đây, về cái ngoại hình nó là cực kỳ là bền đẹp nha. Đây, có dây để chúng ta đeo để trèo cao hoặc là cho những anh chị nào mà xài quảng cáo, và anh chị nào mà xài gia đình thì với con máy này là cực kỳ là tốt rồi. Bây giờ bảo sẽ tiến hành test máy cho anh chị và các bạn xem nha. Con máy chạy rất là khỏe và êm, tại cánh quạt nó lớn nên nó chạy rất là khỏe nha. Bảo sẽ thử máy xem nó 135 xem nó mạnh không nha. Đây, bảo thử cái sắt 2.5 kg nha. Đó, đốt rất là khỏe nha. Đốt cái là lùng liền nha anh chị. Đó, quá là khỏe luôn. Bây giờ bảo những thằng kéo cho anh chị đó bạn xem. Mức 120 nó kéo cỡ này rồi thì cái mức mà 178 thì không có nhầm nhò gì nha. Bây giờ bạn sẽ tiến hành test cái cây 302 cho anh chị và bạn xem nha. Cây 302 thử quá là tốt nha, kéo rất là khỏe. Ngoài ra cái con máy này là có cái chế độ chống giật nha. Anh chị nào mà xài thì có thể lưu ý tới cái điểm này. Cái chế độ chống giật là lúc mà anh chị quên tắt máy hàng thì nó sẽ tự ngắt trong bộ nguồn. Tại cái thế hệ của cái dòng máy này nó có chế độ là thông minh nên có thể chống dính hoặc là chống giật nha. Anh chị nào mà quên tắt máy thì có thể là cây này mỗi hàng là nó không nóng nha. Ngoài ra nó chống giật là chúng ta đụng hai cây lại với nhau thì nó không có bị giật nha. Đó.
bây giờ bạn phải gõ xỉ hàng thì các bạn xem cái mối hàng nó đẹp không nha. Đó, bạn chỉ test một đoạn ngắn thôi nha, tại nhà nó khói quá. Đây, 3 ly 2 là độ ngấu cực kỳ là đẹp nha. Nhân dịp tới cái chương trình tháng 12 này, bảo chị ai mà mua máy thì đón xuân thì bảo tặng một cái chuyến hàng trong tháng 12 này thôi nha. Anh chị nào mà nhanh tay thì có thể đặt cho mình một cái con máy này. Không những là công trình xài tốt nhưng mà gia đình thì cũng là xài rất là tốt nha. Và cực kỳ là giá rất là hợp lý đến người tiêu dùng nha. Rồi bảo xin kết thúc video tại đây nha.